Ở bẩn nhất xóm. Nhiên Nhiên, cậu có muốn ăn thêm rau không? Tại sao lúc nào cậu ấy cũng ngồi gần mình như vậy nhỉ? Mình không thể chịu nổi cái mùi cơ thể của cậu ấy. Cảm ơn, mình ăn đủ rồi. Mình sẽ chỉ trò chuyện với cậu ấy ngày hôm nay nữa thôi. Từ mai thì thôi. Mẹ ơi, con chẳng muốn làm bạn với Lam nữa đâu. Sao vậy con? Bạn ấy không tốt với con à? Không ạ. Bạn ấy tốt, nhưng vẫn hôi lắm. Quần áo thì vẫn rất bẩn. Ừ, có thể do gia đình bạn ấy có nhiều khó khăn. Nhiên Nhiên này, mẹ hỏi con câu này nhé. Dạ. Trước khi đến trường, ai chải tóc cho con? Là mẹ ạ. Thế ai chăm lo cho con mỗi ngày, từ tắm rửa cho đến giặt giũ quần áo? Là ba mẹ ạ. Vậy giờ con thử hình dung vì một lý do nào đó mà ba và mẹ không thể chăm lo cho con được thì sao? Thế tại sao ba mẹ Lam lại không chăm sóc cho bạn ấy hả mẹ? Con gái, là ba mẹ thì ai cũng chăm sóc, lo cho con cái. Nhưng có thể do hoàn cảnh khó khăn, ba mẹ Lam phải bươn chải kiếm sống, hoặc vì một lý do nào đó mà không chăm sóc cho Lam được. Con ạ, không phải đứa trẻ nào cũng được sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh tốt đâu con. Vì thế, điều tốt nhất mà con có thể mang đến cho Lam là cố gắng đối xử với bạn thật tử tế và chân thành. Dạ, con biết rồi mẹ. Con vẫn là bạn tốt của cậu ấy. Ừ, thế là tốt. Và quả thật, Nhiên Nhiên luôn giữ đúng lời hứa của mình trong suốt năm học đó. Cô luôn chủ động bắt chuyện với Lam và giúp Lam làm những bài tập khó. Dù vẫn ngửi thấy mùi trên người Lam và cố gắng tránh, nhưng Nhiên Nhiên luôn cẩn trọng để không làm bạn buồn. Và sau một thời gian, cô phát hiện ra rằng trò chuyện với Lam rất thú vị. Xem mẹ mình đã chuẩn bị cho mình những gì này. Wow, ngon quá, cho mình ăn với. Cả mình nữa. Các cậu có nhìn thấy Lam đâu không? Không biết. Chắc cậu ấy quanh quẩn ở đâu đó. Mình ăn cơm thôi, mình đói lắm rồi đây nè. Cậu ăn đi, có bấy nhiêu cơm thôi, làm sao đủ cho hai đứa. Hôm trước cậu nghỉ học, nên không biết thông báo đi dã ngoại của cả lớp, nên mình đã bảo mẹ mình chuẩn bị thêm cho cậu một phần nữa. Cậu ăn đi, mẹ mình làm ngon lắm đấy. Cảm ơn cậu. Không có gì, bạn bè với nhau mà. Hơn nữa, cậu còn là người bạn thân thiết của mình mà. Cảm ơn Nhiên Nhiên. Cảm ơn cuộc đời đã cho mình có một người bạn chân tình như cậu. Tiết Thanh Minh. Đơn hàng hoa quả vừa rồi lãi có 1/4, ít quá. Nhất định phải nghĩ cách làm sao tăng lãi lên mới được. Dạ thưa ông,
Còn đơn hàng này sắp sửa xuất cho khách, ông xem qua không ạ? À? Coi chứ. Phải xem, sai một từ hay một con số thôi là cũng có thể bay hơi cả đống tiền của tôi rồi đấy. Alo. Alo mình à, mình sắp về nhà chưa? Về gì mà về cơ chứ, một núi công việc tôi còn phải giải quyết đã xong đâu. Ở nhà cứ ăn cơm đi, không phải đợi tôi đâu. À, mình ơi, sắp tới mấy ngày nữa là Thanh Minh rồi. Mình thu xếp để cả nhà chúng ta về quê thăm và sửa sang phần mộ của tổ tiên ông bà nhé. Đã mấy năm nay... Ôi trời ạ, à, Thanh Minh thanh miết cái gì. Bà và mấy đứa cứ chủ động mà về đi. Ấy, ông lại ho rồi. Phải giữ gìn sức khỏe kẻo ốm ra rồi lại khổ. Hay à, mai tôi đưa ông đi khám xem thế nào nhé. Ông ho lâu quá rồi. Biết vậy. Thế thôi nha. Dạ, bác Tân. Sao, có chuyện gì? Nói mau, tôi đang bận đây. Dạ, thưa bác, sắp tới Thanh Minh, bác cho cháu nghỉ làm buổi sáng để về nhà sửa soạn được không ạ? Không được. Cậu nghỉ thì khuyết mất một chân bán hàng ở quầy bánh kẹo. Mà cậu có biết một ngày nghỉ như thế thiệt hại bao nhiêu của tôi không? Cậu có bù được chỗ tiền ấy cho tôi thì hãy xin nghỉ. Dạ, thế thì thôi bác ạ. Kính thưa quý vị, trong dịp Thanh Minh, lượng hàng hóa tiêu thụ giảm nhẹ. Cũng may là doanh số bán ra vẫn không thể giảm, mà duy trì được ở mức tăng nhẹ. Thế là tốt rồi. Nhưng bán những mặt hàng tiêu dùng mãi cũng chả ăn thua nhiều. Nhất định mình sẽ mở rộng thêm một số mặt hàng mỹ phẩm và trà trộn thêm vào nhiều hàng nhái. Đó có lẽ là cách kiếm lợi nhanh nhất. Trời, không biết mình đang ở đâu thế này. Đây là đâu vậy? Và ông là ai? Ta là thần chết đây. Nói vậy, ngươi biết mình đang ở đâu rồi chứ? Trời, lẽ nào tôi đã chết hay sao? Không thể nào, tôi còn bao nhiêu công việc cần phải làm. Ta rất tiếc, nhưng mà thời gian của ông đã hết. Không thể nào, không thể nào. Buông tôi ra. Không ai khi đến gặp ta mà thích cả. Ai cũng nói là không thể nào, nhưng rồi cuối cùng cũng phải chấp nhận thôi. Nào, chúng ta lên đường thôi. Hãy đến nơi ngươi cần đến. Đến đâu? Cứ đi rồi sẽ biết. Trên tay của ông có gì thế? Đó là di vật của ông. Di vật? Chắc là vàng bạc cả đời tôi vất vả tìm kiếm. Ông nhầm rồi. Những thứ đó trước nay không bao giờ thuộc về ông. Nó thuộc về địa cầu. Ông thấy không? Xuống đây ông cũng đâu có tiêu được những đồng tiền đó đâu. Thế trong cái hộp đó lẽ nào là ký ức của tôi có phải không? Cũng không phải. Ký ức thuộc về thời gian. Thế chắc là tài năng kinh doanh quản lý thiên phú của tôi. Cũng không phải. Tất cả những cái đó thuộc về cảnh ngộ. Lẽ nào đó là người thân gia đình, bạn bè của tôi? Càng không phải vậy. Họ thuộc về hành trình mà ông đã đi qua. Mỗi người có một số phận và cảnh ngộ riêng. Vậy nhất định là thân xác của tôi rồi. Thân xác tôi là của tôi. Thân xác của ông khi chết đi rồi thuộc về cát bụi. Vậy chịu thôi. Tôi không thể nào đoán biết được là hành trang của mình có những gì. Thôi được rồi. Giờ ta sẽ mở cái hộp này ra. Trời, một chiếc hộp trống ư? Vậy thì cái gì mới thuộc về tôi cơ chứ? Trên thế giới này, bây giờ chẳng có thứ gì thuộc về anh hết. Cái thực sự thuộc về anh là mỗi phút giây tích tắc khi anh đang sống. Giờ thì anh đã chết, chẳng còn gì nữa. Vậy mà khi còn sống, mình quên ăn quên ngủ để làm lụng. Nghĩ mọi cách kiếm thật nhiều tiền, quên đi bản thân, gia đình, chèn ép người làm công, bỡ đỡ kẻ bên trên. Khi chết đi rồi, cũng có mang theo được gì đâu. Kiếm tiền chỉ là một trò chơi không hơn không kém. Sức khỏe và sự thanh thản, an nhiên, đó mới là giá trị thực sự trong cuộc sống con người. Hóa ra vừa rồi là một giấc mơ. May quá.
không phải là giấc mơ đâu. Chỉ là ta cho ngươi thêm một cơ hội mà thôi. Hãy biết trân trọng cơ hội này mà sửa đổi đi. May quá, mới sáng, giờ mình thu xếp về quê chắc hãy còn kịp. Bà ấy và mấy đứa chắc sẽ bất ngờ lắm khi thấy mình về. Tìm lại lương tri. Phim dựa theo lời kể của anh Tân, chủ một cửa hàng điện thoại di động ở Hoài Đức, Hà Nội. Chào anh. Anh là chủ cửa hàng à? Vâng, anh muốn mua gì ạ? Cửa hàng anh có chiếc điện thoại nào giá rẻ không ạ? Có rất nhiều loại điện thoại với mức giá khác nhau. Anh muốn tìm ở mức giá nào? Dạ, khoảng từ 100 đến 200 ngàn thôi ạ. Dạ, rẻ thế thì chỉ có hàng lướt đã qua sử dụng thôi. Với cũng chỉ nghe gọi được và không có nhiều chức năng đâu ạ. Vâng, miễn nghe gọi là được. Tôi chỉ cần dùng loại ấy thôi ạ. Chà, ở đây tôi không còn chiếc nào. Vậy sao? Anh cố tìm xem có không giúp tôi với. À, hình như tôi còn sót một con. Chắc để trong tủ này. Anh chờ một chút tôi tìm nhé. Vâng, tốt quá. Anh cố tìm giúp tôi nhé. Cảm ơn anh. Cẩn thế, bây giờ phải làm sao? Bán hàng phải để ý chứ. Đúng là xui tận mạng. Tiền anh không tiếc, nhưng còn bao nhiêu giấy tờ quan trọng trong đó, làm lại rất phức tạp. Anh thử đăng bài lên Facebook, nhờ mọi người chia sẻ xem liệu tình móc túi đó có còn chút lương tâm trả lại cho anh không. Như thế được sao? Chưa thử sao biết không được. Em ơi, mừng quá. Tên trộm đã trả lại hết giấy tờ cho anh rồi nè. Thật vậy hả? Thế còn tiền? Hắn trả lại giấy tờ đã là may mắn lắm rồi. Còn tiền á thì coi như của đi thay người đi. Làm gì có chuyện hắn trả lại chứ. Thôi, vợ chồng mình đi ăn mừng nào. Lần sau anh phải cẩn thận đó nha. Chà, không khí buổi sáng thật trong lành. Anh ơi, có người gửi thư cho anh này. Ơ kìa, anh gì ơi? Hình như không phải là nhân viên bưu điện. Ai thế nhỉ? Cái gì thế này? Tiền ai gửi cho anh à? Anh cũng không biết. Hình như có cả thư anh à? Gửi Đức. Chắc anh ngạc nhiên lắm khi nhận được số tiền này phải không? Anh còn nhớ 3 năm trước, anh bị mất ví ở ngay chính cửa hàng của mình không? Và tôi chính là người đã lấy trộm ví của anh. Dù đã trả lại anh ví và giấy tờ, nhưng tôi đã dùng số tiền của anh. Từ đó tôi luôn day dứt và ân hận về việc làm của mình. Hôm nay tôi gửi lại anh số tiền này. Mong anh hãy nhận lại và tha thứ cho kẻ đã từng lầm lỗi này. Là tên trộm đã lấy ví của anh cách đây 3 năm sao? Vừa đúng bằng số tiền anh bị mất, chắc chắn là người đó rồi. Buồn cười thật. Lấy trộm của người ta tiêu chê chán rồi mới lại mang trả. 3 năm rồi chứ ít gì nữa. Em đừng nói thế. Dù là 3 năm hay 30 năm thì cũng thể hiện rằng người đó vẫn còn lương tri. Điều khiến anh vui không phải vì nhận lại số tiền. Anh vui vì biết được rằng người kia vẫn là con người có lương tri. Chi tiêu số tiền không phải của mình, nhưng vẫn còn biết hối hận và day dứt vì một người đã từng phạm lỗi, đã biết nhận ra sai lầm của mình, biết hối hận. Và quan trọng hơn là họ biết sửa sai. Như thế mới đáng quý em à. Chắc hẳn họ đã đeo đẳng tâm trạng nặng nề suốt 3 năm. Vậy là giờ họ đã đủ điều kiện để trả lại số tiền, để giải thoát lương tâm. Anh cảm thấy như mình cũng vừa tìm lại một điều gì đó quý giá lắm. Đó chính là niềm tin vào cuộc sống này em à. Tin rằng con người ta vẫn sống đúng với lương tâm của mình. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.